Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhé. Mọi người nhấn đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem ạ. Hôm nay cửa hàng của em về được thêm 3 chiếc áo M65 dàn di, hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ, size small nhé. Một cái size small short và hai cái size small regular. Bởi vì là hôm vừa rồi em nên 4 chiếc size small cho mọi người ấy, thì mọi người cũng đã chốt hết. Nhiều người gọi nhưng đã hết hàng ấy. Nên hôm nay về cái này em sẽ nên luôn cho mọi người. Có 3 chiếc, hôm nay có 3 chiếc size small thôi. Anh nào mà chuyến trước mà chưa mua được, ở đâu thì liên hệ với em. Em bán cũng vẫn giá đúng giá như mọi khi và không bán đắt cho mọi người. Mọi người yên tâm. Đầu tiên em xin cho mọi người chiếc áo size small regular nhé. Nó là áo sản xuất năm 1985, size small regular. Nó là thân đồng cổ nhựa nhé, thân đồng cổ nhựa. Còn mũ nhé, độ mới của chiếc áo này là siêu mới luôn. Độ mới của nó em đảm bảo 98%, độ mới 98%, màu chưa xuống một tí nào, độ mới cực kỳ đẹp, không lỗi lầm, không đủng rách đấy. Thông báo thì là phụ kiện đầy đủ nhá, hai dây rút đầy đủ, dưới và dưới trên này, mũ đầy đủ nhá, thân đồng, cổ nhựa. Đây em cho mọi người xem cái chân và khóa là mọi người biết này, chân và khóa mới cứng luôn. Đấy, chân và khóa là mới, chân và khóa mới cứng luôn ạ, đấy, rất là đẹp nhá. Em mặc thử lên cho mọi người. Không lỗi lầm, không đủ rách, độ mới của nó là không phải bàn cãi luôn. Áo còn hai tem, một tem USA Army và một tem vai nữa. Đấy em vừa xem đây, một tem vai cho mọi người. Hai tem cho mọi người nhá. Chiếc áo này độ mới 98%, thân đồng cổ nhựa mới xuất sắc, đẹp không lỗi lầm. 60 đến 68 kg. 60 đến 68 kg mặc vừa nhá. Cao từ 1m67 đến 1m75 quay đầu. 1m7 đến 1m75 quay đầu. Anh nào vừa size mấy chiều cao cân nặng như vậy báo em. Giá em bán chiếc áo này là 1.050.000. Vì độ mới nó quá cao nhé. Độ mới cực cao, em đảm bảo cho mọi người. Kiểm tra hàng không mới, không lấy tiền. Anh nào thích liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Rồi em qua chiếc áo này. Anh nào thích liên hệ với em nhé. Size Morigona, sản xuất năm 1985, thân đồng cổ nhựa 1.050.000. Em sang chiếc áo thứ hai. Chiếc áo thứ hai là em lên cho mọi người chiếc áo là size small short nhé. Cái áo này là size small short, độ mới tầm 95%. Còn phụ kiện đầy đủ nhá, dây rút trên dưới đầy đủ. Thân đồng cổ nhựa, tem trắng, sản xuất năm 1983, size small short, size vàng, size small short này, thân đồng cổ nhựa. Còn mũ đầy đủ nhá. Độ mới tầm 95%, không có lỗi lầm, không lỗi lầm, không đủng rách gì nhá. Màu đều, đều màu. Nót vải buclin nhá. Vải trong là nót vải buclin này. Thân đồng cổ nhựa. Đầu vào khóa vẫn còn rất đẹp nhá. Size small short, thân đồng cổ nhựa, cao 1m63 đến 1m68. Nặng tầm 60 đến tầm 68 kg thôi. Chứ còn nếu mà nặng tầm 70 kg em thấy mặc là hơi bị bó đấy. Chứ tầm 60 68 kg là mặc đẹp nhất, chứ còn tầm 58 57 58 cân kg mặc cũng được thì mình co dây rút vào không ảnh hưởng gì. Chứ cao tầm 1m63 đến 1m68 mặc là vừa, em 1m67 mặc quá đẹp luôn. 67 nặng tầm 65 cân thì mặc thì xuất sắc, không phải chỉnh sửa gì luôn. Áo này của nó là em bán 1 triệu nhá. Chiếc áo này em bán 1 triệu, size small short, thân đồng cổ nhựa. Sản xuất năm 1983. Anh nào thích thì báo em cái mã số là 1983. Áo small short năm 1983, giá 1 triệu nhá. Em lên chiếc áo thứ hai cho mọi người. Chiếc áo thứ ba. Chiếc áo thứ ba cho mọi người. Cái chiếc áo này là size small regular. Size small regular là năm 86.
chiếc áo này thì nó hơi xuống màu một chút, xuống màu đều. Áo này xuống màu đều nhá, xuống màu đẹp nhá. Chứ không phải xuống màu kiểu loang lổ đâu, xuống màu đều, tất cả đều đều màu nhá. Rất là đẹp. À, phụ kiện đầy đủ nhá, dây rút trên dưới đầy đủ này. Cũng còn đầy đủ phụ kiện nhá. Áo này em đều phải lựa chọn đầy đủ phụ kiện cho mọi người thì mọi người sử dụng nó tiện, đỡ phải điều chỉnh. Áo này thì còn 3 tem cho mọi người, 3 tem đẹp cho mọi người nhé. 3 tem, tem ngực nữa. Tem ngực, 2 tem tay, 1 tem ngực. Size small Reguna, cao 1m67 đến 1m75 quay đầu. 1m67 trở lên nhé. Thì mặc nó đẹp. 1m67 đấy, nặng tầm 60 đến tầm 70kg, 60 đến 70kg mặc được nhé. Bởi vì cái này cao thì tầm 70kg thì cũng không bị gọi là bụng lắm. 1m67 đến 1m75 quay đầu. Nặng từ 60 đến 70kg. Độ mới của nó thì tầm 90 đến 92%, không lỗi lầm, không đủng rách. Có một vài cái chấm nhỏ nhỏ, chấm kiểu chấm ố nhỏ nhỏ đấy thôi. Chỗ tay này. Cái này thì nó cùng màu với áo thì nói chung là không ảnh hưởng gì. Cái áo này nó hơi xuống màu một chút, em bán là 850.000, bù lại được 3 cái tem rất là đẹp nhé. Anh ở mua về thì cứ thế mặc thôi. Phụ kiện đầy đủ, 850.000, thân đồng cổ nhựa, sản xuất năm 1986 nhé. Rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Ok chưa ạ? Anh nào thích chiếc áo nào, 3 chiếc áo sờ mò đó, anh nào thích chiếc nào, liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Rồi, tiện đây thì em cũng xin giới thiệu luôn là nhà em vẫn bán áo mông tơ ghi nhá. Áo mông tơ ghi này là hàng của Thái đây nhá. Có cả cộc tay, có cả dài tay. Đây em lên từng màu cho mọi người, cho mọi người dễ nhìn. Có cả cộc tay, có cả dài tay nhá. Màu đây là màu đỏ đô này, đỏ mận này. Đủ số cho mọi người từ 50kg đến tầm 80-85kg nhá. Đỏ mận này, màu đỏ mận này. Tiếp theo đó là em có 6 màu. Màu mỡ gà này. Đây là màu mỡ gà, có dài tay, có cộc tay cho mọi người nhé. Màu xanh. Màu xanh có 2 màu, xanh cổ vịt. Xanh cổ vịt và xanh xanh than, đây là xanh cổ vịt này. Đấy. Có cả màu xanh than nữa mọi người nhé. Màu xanh than thì đậm màu hơn, màu xanh cổ vịt thì màu nó sáng hơn. Màu này nó gọi màu xanh rêu cũng được ạ. Đấy. Có cả màu xanh than nữa, có cả dài tay, có cộc tay từ 50kg cho đến tầm 80-85kg có số cho mọi người. Đây là màu ghi. Màu ghi nhá. Đấy. Và đây là màu vàng đồng. Màu vàng đồng này rất là đẹp. Màu vàng đồng này rất là đẹp nhá. Có cả dài tay, có cộc tay. Anh nào thích dài tay, thích cộc tay thì liên hệ với em. Em đủ số cho mọi người. Giá em bán một chiếc áo này là 300.000 một chiếc. Hai chiếc thì em bao ship cho mọi người. Còn một chiếc thì cộng 30 thì phí ship là 330.000. Còn hai chiếc em sẽ bao ship cho mọi người. Cả cộc tay cả dài tay bằng giá nhau nhá. Cộc dài tay này đắt tiền hơn một chút nhưng thôi em cứ bán đồng giá cho mọi người dễ, cho cũng dễ tính tiền cho mọi người. Mọi người dễ đặt. Ok chưa ạ? Anh nào thích áo mông tơ ghi dài tay này, cộc tay hay dài tay liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Giá là 300.000 một chiếc, hai chiếc là 600.000 em bao ship. Rồi em xin chào mọi người và hẹn mọi người video tiếp theo.